Hello, xin chào tất cả anh em hôm nay thì bên em sẽ lên cho tất cả các bác bốn mẫu đẩy bốn kênh em nhé à, đây là những mẫu đẩy bốn kênh mạch là hát tiếng rất là hay thì với những cái sản phẩm này thì đều là hàng mới chính hãng hết cho tất cả các bác ngày hôm nay thì em có lên theo rất là nhiều ở các bác khách hàng có nhu cầu muốn lấy những mẫu đẩy bốn kênh à, ghép dàn karaoke gia đình này thì ở đây đang có cụ đẩy lx ah 450 i này một cục đẩy 4 kênh LX8004XS đẩy LT4000 và cái mẫu đẩy mới 2024 này LT4000 Flut Đấy, con này là bản mới em nhé con dưới này là bản mới à, sẽ giới thiệu với tất cả các bác chi tiết từng sản phẩm một đầu tiên là cục đẩy à, 4 kênh AH450i con này chơi gia đình thôi chơi gia đình thì rất là hay này và giá thành nhá nó hợp lý giá thành rất là rẻ đấy, và cái thứ hai đó là nó khá là mỏng rất là mỏng nhỏ gọn cái này cân nặng của nó chỉ tầm khoảng 10 kg thôi. Rất là, là là, là là nhẹ đúng không ạ? Và là nguồn sung thì chúng ta để trong cái tủ kệ chúng ta nhìn nó quá là gọn gàng. Hàng mới đều có tem bảo hành chống hàng giả đầy đủ cho tất cả các bác. Thì với sản phẩm này công suất sẽ cho ra là 500W một cây nhân với 4 thì chúng ta có thể chơi. Anh em có chơi 4 loa bát 30 đều được em nhé. Bác nào mà có hai cặp loa bát 30 hoặc là hai cặp loa bát 25 chơi cho con đẩy này thì hay lắm tiếng quá là ok luôn và giá thành thì nó hợp lý chỉ có 4 triệu 600 nghìn đồng thôi không những thế thì còn bao ship toàn quốc cho tất cả các bác ok chưa ạ thì hàng mới chính hãng thì sẽ được bảo hành lên tới là một năm lỗi một đổi một trong vòng tháng đầu tiên ở chất âm con này thì em đã test rất là nhiều rồi nhé em có bán rất là nhiều rồi đợt vừa rồi về thêm 50 chiếc để cho các bác chơi trong cái dịp cuối năm này giá thành nó hợp lý rất là hợp lý thay thế cho những cái âm ly cũ chúng ta thì chơi trên cục đẩy a 450 này thì em thấy thì nó cho ra một chất âm mà quá là ok luôn và đặc biệt hợp lý về cái túi tiền nhá thì các bác quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với bên em thôi à, dưới là mẫu đẩy thứ hai là con lx 8004 s sản phẩm này thì nó chạy mạch cờ lá hát và là nguồn xuyến à, nguồn xuyến công suất đạt chuẩn là 800 w một kênh ở chế độ 8 ôm này thì à, về thì các bác chơi những cái dòng loa full bass 30 40 này Súp hơi bát 40, súp hơi bát 50 thì đánh thoải mái luôn. À, chơi gia đình con này bao bền, chạy 64 sò anh em nhé. 64 sò chưa kể bộ hát. Đấy, mạch cờ đang hát thì quá là ok rồi. Tiếng sáng, cân nặng này thì, sản phẩm này thì nó khoảng tầm 30kg. Đấy, khoảng tầm 30kg. hàng rất là đẹp, nhìn cái mẫu mã này nhìn nó rất là khôn. Và đặc biệt, cục đẩy 8004S này nó rất ít khi bị lỗi, gần như là chả có con nào có lỗi đâu rất là hiếm khi em bán khá là nhiều rồi nhưng mà không không thấy một bác khách nào phản hồi về về lỗi lầm của con này nhé và đặc biệt là cái chất âm của nó nó cho ra hay lắm tiếng nó rất là gọn và sáng không bị xé tiếng Đấy, một mẫu đẩy chính hãng thì, thì giá bán hiện tại thì con này bên em đang chào bán là 7 triệu 800 trăm nghìn đồng riêng con này là không bao ship em nhé Đấy, 7 triệu 800 trăm nghìn đồng hàng đẹp luôn tất cả khi chúng ta mua thì là đều là hàng mới hết đây, hàng mới hết. À, form size nhìn nó quá ok. Chiều sâu cụ đẩy này thì nó khoảng tầm à, ngoài 50 cm. Đấy, ngoài 50 cm. À, một mẫu đẩy rất là đẹp. À, anh em mà muốn cao hơn, công suất cao hơn thì chúng ta có thể chuyển sang à, cái cục đẩy LT4000 này. À, con LT4000 này thì nó là cái mẫu đẩy thì quá là hay rồi. Đánh tiếng nó thoát lắm, thoát tiếng và nghe nó Nghe nó lực lắm Đánh kể cả đánh súp này. Đánh súp bát 50 Nghe nó lực lắm Mỗi kênh này chúng ta chơi quả súp 50 Thì đánh quá là ok luôn Hoặc là mỗi kênh chúng ta sẽ chơi ra Một cặp loa bát 30 Thì rất là hợp lý em nha Rất là hợp lý Hoặc là loa bát 40 cũng được Đấy Con LT4000 này thì đang chạy 72 sò 72 sò Và biến áp bên trong rất là to Biến áp nguồn xuyến và bằng đồng hết em nhé À, khi chúng ta mua thì các bác có thể check đây, đều có tem bảo hành. Về chúng ta quét mã là check bảo hành điện tử luôn. Hàng đẹp, con này thì cân nặng khoảng tầm 35 kg, bán rất là nhiều cho các bác làm sự kiện đám cưới rồi. À, anh em có thể thấy con này làm sự kiện đám cưới còn được. À, tiếng quá là ok luôn. À, các bác mà muốn xem nội thất thì anh em vào ở cái video trước của bên em thì cũng đã lên rất là nhiều rồi. À, khám phá nội thất rồi là test chất âm, rất là nhiều đúng không ạ? Hàng này cũng là hàng chính hãng Thì giá bán hiện tại đang là 8 triệu 700 nghìn đồng anh em nhé à, 8 triệu 700 nghìn đồng Con 8004 là 7 triệu 800 nghìn đồng à, Con này là 8 triệu 700 Không, không gồm phí ship Ok chưa ạ à, Chơi con này thì tiếng hay lắm Và có mạch à, Con này có mạch chống cháy luôn à, Rất là ok Hình thức thì nhìn nó quá đẹp luôn Nhìn nó rất là hầm hố đúng không ạ Nhìn quá là tuyệt vời à, Thì... Ở dưới đây em còn có thêm một cái mẫu đẩy là LT4000 plus Đây là mẫu đẩy phiên bản mới em nhé Phiên bản nâng cấp của con LT4000 này Đấy, Con này thì nó còn có rất là nhiều cái hay nữa Hàng này thì em test rất là nhiều rồi Con này công suất cũng là 1000W thôi Đấy, Cũng 1000W một kênh Đấy, Nhưng về hình thức thì các bác có thể thấy Nhìn hình thức nó đẹp hơn con trên rồi đúng không ạ Hình thức nhìn nó rất là bắt mắt Chơi thì cũng chơi được những cái dòng loa full bass 30, bass 40 mươi À, súp hơi bát 50 thế này đánh thoải mái luôn à, Mỗi kênh đánh một quả súp bắt 50 này thì quá ok luôn nhé à, LT4000 Flute là một mẫu đẩy mới mới ra à, Để cho chúng ta chơi trong cái dịp à, Tết 2024 này Giá bán này đang là 9 triệu đồng em nhé 9 triệu đồng cụ đẩy này Chưa gồm uh, chưa gồm phí vận chuyển Còn uh, con LT4000 này anh em mà lấy đấy, thì đang là 8 triệu 700 nghìn đồng À, thì hôm nay lên cho tất cả các bác bốn mẫu đẩy bốn à, mẫu đẩy bốn kênh rất là hay tất cả hàng mới hết hàng nhập hết nhé nhập khẩu nguyên thùng luôn rất là đẹp thì anh em có thể quan tâm liên hệ trực tiếp với bên em thôi à, sản phẩm này thì đều là hàng chính hãng hết rồi video thì thì em cũng là một video ngắn gửi đến cho tất cả các bác quan tâm à, anh em liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại bên dưới rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo